Xin chào tất cả anh em, Táo Bóng TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Món soi kèo tiếp theo của ngày hôm nay là trận đấu giữa Bragantino với Sao Paulo trong khuôn khổ vòng đấu thứ 14 của giải vô địch quốc gia Brazil Surya diễn ra vào lúc 2 giờ thứ hai ngày 10 tháng 7 trên sân vận động Nabi Abichedit. Bragantino đang có một mùa giải tốt nếu so với chính họ tại mùa giải trước khi tạm thời đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Cụ thể, đội bóng thuộc hệ thống Red Bull đang có chuỗi 3 trận toàn thắng ở giải quốc nội và cả 3 trận này họ đều giữ sạch lưới. Nhìn rộng ra hơn, Toro Loco đã có được 6 trận thắng, 5 trận hòa và 2 trận thua sau 13 lần ra sân. Hàng công của huấn luyện viên Marchinho đang chứng tỏ sự hiệu quả của mình với 22 lần lập công. Tuy vậy, hàng thủ thi đấu như mèo ngủ của họ đã để thua tới 14 lần ở mùa giải này, khiến cho Red Bull Brazil chưa thể cải thiện được vị trí của mình. Dẫn đầu danh sách ghi bàn của Bragantino chính là cái tên Eduardo Sasa khi tiền đạo người Brazil đang sở hữu 6 bàn thắng và 2 đường truyền thành bàn. Ấn tượng không kém là Thiago Bobas với 4 lần lập công. Ngoài ra, Lucas Evangelista cũng đang cho thấy vai trò nhạc trưởng của mình với 4 lần dọn cỗ cho các đồng đội. Về phần mình, Sao Paulo cũng đang có một mùa giải tốt nếu so với chính họ tại mùa giải trước khi tạm thời đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này có được 6 chiến thắng, 3 trận hòa và 4 trận thua sau 13 lần ra sân. Phong độ gần đây của thầy trò huấn luyện viên Dorival Júnior là khá tệ so với giai đoạn đầu mùa khi chỉ giành được 2 chiến thắng và 3 lần nhận về thất bại. Hàng công của Chicharo vẫn đang cho thấy sự hiệu quả của mình khi đã có 18 lần lập công. Trong khi đó, hàng phòng ngự của họ cũng thi đấu tương đối ổn với chỉ 13 lần lọt lưới. Dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội bóng áo đỏ đen chính là Luciano với 4 lần lập công và 2 đường truyền thành bàn. Xếp ngay phía sau chính là cái tên Jonathan Canleri với 4 bàn thắng. Ban huấn luyện của đội bóng cần sốc lại tinh thần cho các cầu thủ và phương án mới nếu muốn tham dự Cúp Nam Mỹ vào mùa giải sau. Mức chấp nhà cái đưa ra là Bragantino chứ 0.25. Theo Táo Bóng TV, anh em nên đặt niềm tin vào đội chủ nhà khi đội bóng này đang sở hữu dàn nhân sự nhỉnh hơn. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 2.25. Đi tài là quyết định hợp lý khi cả hai đội đều đang sở hữu lối chơi tấn công cống hiến. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Táo Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.